Câu số 9. Một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Nếu kiểm tra 100 sản phẩm mà tỷ lệ mẫu không vượt quá B, tức là tỷ lệ B ngang mà nó bé hơn B thì được phép xuất khẩu. Tìm B để lô hàng được phép xuất khẩu với xác suất là 95%. Đó, mình cũng bài toán tìm ngược mà. À, bài toán tìm ngược mà. Thì bây giờ lô hàng được phép xuất khẩu khi mà cái B ngang này nó nhỏ hơn B không. À, và theo đề bài đó thì bây giờ là cái xác suất là B ngang là nhỏ hơn B không này là bằng 0,95. À, bây giờ là thì cái xác suất này đó là mình cái chỗ B ngang nhỏ B không đó rồi mình đều nhân cho căn bậc 2 của 100. N nó cho rồi, bài này N nó cho rồi. Không? Rồi chia cho căn bậc 2 của B0 nhân 1 trừ B0. Đấy. Thì cái xác suất này bằng 0,95. Nhưng mà cái thằng này nó lại có luật phân phối chuẩn 0,1, không? Cho nên cái đẳng thức này nó sẽ tương đương cái gì? Nó tương đương là phi của cái số này nó bằng 0,95. Phi của số này bằng 0,95 là 0,95 nó chính là phi của 1,6449. Cái chỗ này là các em có thể tham khảo thêm cái tra bảng, chỗ này mình tra bảng. À, chỗ này là bằng phi của, mình bỏ số này đi. Lý do là chỗ này á nó bằng là phi của 1,6449. Cái này em tra cái bảng số 4 ở phía sau, bảng này có. Mình tra ngược lại. Chỗ này nó chỉ có 0,95 thì không có. 9505 thì nó có nè. 0,9505. Rồi 9495 thì có, nhưng mà cái này là 1,65. À, 1,65. Nó nằm giữa 1,65 với 1,64. Thì kết quả mình bấm ngược lại đó là nó sẽ là 1,6449. Không? Cho nên là cái chỗ này là nó ra là phi của 1,6449, cho nên là cái số ở trong cái ngoặc này nó sẽ bằng 1,6449 mà mình bấm shift show ra mình sẽ tìm được cái B0. Ở chỗ này em bấm shift show ra tìm được cái B0. Không? Nên thầy bấm thử coi. Bấm cái shift show coi. Tìm được cái B0 không ha? Cái B0 này mình bấm hình là cái chữ X đi. Chữ X trừ 0,05 rồi chia cho căn bậc 2 nhân cho 1 trừ 0,05 thì mình bấm 0,95 rồi cái này mới nhân cho một căn trăm, không căn trăm mà bấm cho 10, căn trăm bằng 10. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng này nó bằng 1,6449 rồi bấm shift show thử coi là 0,8008 nè, 0,0858. Mình lấy là bằng 0,0086 luôn, vậy B bằng 0,086 B0. À, thì cái bài này cũng là bài toán tra ngược và tra ngược lại cái bảng. Nhưng mà do cái bảng của mình đó là nó chỉ có hai chữ số thập phân, không hai chữ số thập phân, rồi nếu mình tra ngược là không có. Có một cách khác nữa là em có thể tra cái bảng ở đây, nó cái bảng này tức là nếu mà nó có con số phi z này, phi z là bằng 0,95, không thì z nó là bằng cái gì, 1,6449. Em tra cái bảng số 4 này được, bảng tra ngược. Đây là tra ngược lại. Không? Thì lúc nãy là phi của 0,975 thì nó bằng là 1,96 nè. Được chưa? Mình có thể sử dụng cái bảng này. Nếu mà em nào không có máy tính bấm tra ngược lại thì mình sử dụng cái bảng này. Đây. Nếu mà tra ngược lại nè. Em sẽ bấm menu 7 ha. Bảng số 3.
Cái dùng này thì em bấm là 0,95, 1,6449. Đó, còn cái máy 570 này thì mình bấm mod mũi tên xuống, chọn số 3. Đó, trang ngược của phân phối chuẩn là chỗ số 3 này, inverse normal số 3, ví dụ là 0,95. Độ lệch chuẩn 1, hy vọng là 0, thì dẫn ra kết quả 1,6449. Và nếu mà tra bảng thì cái bảng số số 3 trong giáo trình có thầy điền ha, là không, phi của z là bằng 0,95 thì z là bằng 1,6449. Thì đó là cái câu số 9.